Năm học 2023-2024, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì 10 đội tuyển với 100 học sinh dự thi, trong đó có 10 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông không chuyên trên địa bàn tỉnh, còn lại là học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Trong quá trình bồi dưỡng, các em học sinh đã không ngừng nỗ lực để học tập, ôn luyện và tham gia các kỳ thi thử để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024. Đến nay, về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh và các nhà trường trong công tác dạy học, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời biểu dương quyết tâm và ý thức cao của các em học sinh trong quá trình tham gia học tập ôn luyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng với những kiến thức, kỹ năng đã được tích lũy và sự nỗ lực của các em học sinh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024, các đội tuyển của Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giành thành tích cao, đồng thời chúc các em học sinh tự tin, làm tốt bài thi của mình để đem vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và tiếp tục làm rạng danh đất học Hà Tĩnh.